Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Là 6 tỷ, tại quê đấy. Ở Thái Bình về Hải Dương à? Đấy, xem nghệ nhân cắt ra xem nó như thế nào nhé. Cảm xúc mà ngắm những cái cây đầu tiên. Đấy, hai ông cho ý kiến xem cái cây này nữa. Và định hình cũng tương đối rồi ông nhỉ? Này đá biết là đấy, xử lý lại đá thôi. Đá thì nó sửa thôi. Dạ. Phải khẽ. Đấy, ông cũng phải làm tí. Đập cái giống cây mới này. Thật ai cũng muốn được chạm vào tay vào tí làm nó mới vui. Kinh nhỉ. Ở đây kéo mới mới đấy, cây mới kéo mới. Đầu tư cho ai thầy cái hai cái kéo mới. Anh Trung. Hàng mới đấy. Kinh không? Ôi có số quê. Anh em mình chung nửa đi. Làm nửa đi. Làm nửa. À, chung gặp chung làm nửa. Đồ đẹp rồi lại hết vị thế thì còn chơi bời gì. Ông ơi được không ông? Dáng này đặc biệt đấy nhỉ. Tỷ lệ phết đâu ạ? Không có tay cành nào bị lỗi đâu. Bố cục đường nét. Đấy, nghệ nhân cắt cái phăng phăng này, thấy cây mới về sướng. Thịt liên tục. Đáng để chạy về để cắt chứ. Đáng về để cắt chứ. Cái này nó đang bị ngửa hơi nhiều anh ngoan ạ. Ngửa nhỉ? Nghiêng bị ngửa đằng sau. Phải chỉnh lại. Sau lúc mình xếp mình chỉnh lại. Chỉnh lại với tạo sâu cho cây. Đấy. Thầy cắt lấy vía là lên tiền. Thầy cắt kiểu lên tiền. Thầy cắt lấy vía là lên tiền nào. Hoàng Lê Thiệp xin chào cả nhà. Video này thì chia sẻ cho quý vị các bạn anh em những cái cây mà mọi người mang về đây, gửi về đây để nhờ anh Hoàn xử lý lại cái bệ đá. Ở đây là một cái cây xanh năm điền trực hoành. Nên nếu mà quý vị các bạn nhìn thấy đây thì cái bản chất hiện tại của nó là một cái bệ đá cũ, cũng đã được làm một thời gian cũng khá lâu rồi đây này. Đấy, có điều là nó như thế này thì quý vị các bạn xem là chơi được không nhé. Đây cũng làm gắn vỏ sò vỏ ốc. Đấy. Và trông nó kiểu này. Đây nó đang như thế này, thân thì cũng tương đối hoành bay rất đẹp. Những cái bệ như thế này thì sẽ phải xử lý lại. Cái hướng đấy là anh Hoàn thì anh sẽ làm bệ đá là bám theo rễ và cho nó bay. Không biết là anh có trải rộng ra đây nữa không, như kiểu này không. Nhưng mà chắc là bệ như thế này thì chơi thì hơi khó đúng không? Đây là ba cây quốc anh mới bắt tay của anh Quân Thường Tín này, về mới cắt sơ qua. Cây nào thì nó cũng cao, cây này nó cũng cao khoảng tầm 1m2, 1m3, 1m2 rồi đấy. Đã hoàn thiện xong tầm 1m2, 1m3. Đây cốt của nó thì mới cắt sơ qua đây. Đây mang về cái là ông Thọ, ông Tình đã ngắm rồi.
đây này, một cái cây nó cũng là cái cốt thịt, thân nó khá là nạc, bố cục thì rất là đẹp, cột kèo đấy. Bố cục định hình các thứ là cũng tương đối ổn rồi đấy. Đây, để dưới gốc rồi thấp lên cho quý vị các bạn xem. Vệ rễ này thì nuôi mười mấy năm rồi, bỏ hoang. Nó cũng khá là bền, khá là chạy. Thì mua bánh quân xong cái là Quốc Anh để mang về đây để cho tôi để nhờ anh Hoàn anh xử lý lại cái bệ đá này. Đấy, thì ý tưởng là cũng làm tinh gọn lại và làm cho nó bay nó phiêu hơn, thay vì là cái đường đá cũ này đắp thành đống đầy quá. Bây giờ thì làm theo cái lối mới, nguyên liệu rễ của nó thì cũng khá là đầy đủ, gỗ xanh rất già, mặt sau này nó cũng rất đẹp, thân nó cột kèo biến hóa rất già nhé, gài góc luôn. Đấy, cái nét đá cũ này. Đây. Anh Hải nhìn cây này được không? Đẹp đấy chứ, đúng không? Nhìn bố cục nó hay kìa. Đấy, rất là cân đối, hài hòa tỷ lệ. Các tay chi cành đóng toàn những điểm rất đẹp, chuẩn chỉ. Cái chỗ này nó hóa nó biến cái thân, chỗ này nó vặn già lắm. Như này là già chưa anh? Đỏ au này nhỉ, đỏ au luôn, là quá già. Chất lá này cũng đẹp này, lá là nó lại nhựa, như kiểu lá nhựa, nó cứ bóng nhẫy, răm nó rất dày. Đấy, để mai kia bắt đầu cắt lá ra nhìn thì nó mới phê. Để sang bên này một cái cây nữa này. Hôm trước thì mấy ở vườn anh Quân thì Quốc Lộc quay nó không kỹ lắm, hôm nay tôi quay sự kỹ hơn. Đây một cái cây nữa cũng xử lý lại bể đá này. Thì cái thời gian lâu rồi cái rễ nó hóa nó cũng chạy lung tung. Đấy, nó cũng bám cũng hay phết, nhưng mà nói chung là theo cái lối mới bây giờ thì nó cần phải độ nghệ thuật hơn, và là cái bố cục nó chặt chẽ hơn. Ở chỗ này là đá nó cứ rời rạc. Đấy. Cây này có già không? Đấy, cây bố cục là một cây ba thân. Đây, cái thân nó rất là méo và rất là gai góc. Quả phúc của ngọn đẹp, đường chạy rất mềm. Cây này thì mịn lắm, ít sẹo. Tay chỉ cành này, làm kỹ như này. Đấy, đường chạy rất là kỳ dị. Cây này thì nó cao cũng khoảng tầm 1m2. Đây, thân già chưa, bố cục ba thân, một trực, một siêu, một hoành. Cái thân siêu nó cũng rất là côn và cắt chuyển cũng rất là kỹ. Đây, cái thân hoành nằm ngang rất đẹp. Đây, cái đường rễ thì bây giờ hiện trạng nó đang như thế này. Ba cái cây chọn rất kỹ. Đây quý vị nhìn này. Cái này phải cắt ra thì nó mới nhìn rõ. Về bóng thì cứ tương đối ổn, nhưng về khả năng là tôi sẽ cho xoay hơi chếch này một chút để nó tránh cái cành này. Cái cành nó đóng ngang, chếch ra một chút như thế này thì khả năng là cây này nó sẽ lên điểm rất nhiều. Một cái cây cũng già mốc, già meo luôn, xanh quê như này là già lắm. Và cái cây này nữa, cây này là một cây mà tôi cũng thích nhất, một cái xanh cực kỳ là cột kèo này, để bóng như này cho cả nhà ngắm nhé. Đấy, nhìn từ dưới lên này, cái cấu tạo của nó. Đấy, cốt của nó thì nó già không,
Đây nhà cốt nó rất già luôn. Xanh quê mà ra nó như là Nam Điền ấy. Cái này thì để chắc là nuôi cũng hoang lâu nên là nó bị rêu mốc. Đấy, cái bệ bãi hiện nay nó đang như thế này. Đây mời các bác cả nhà anh em ngắm lại cái bóng của nó nhé. Đấy, thân nó rất đặc biệt. Cái cấu tạo nó cũng cực kỳ là dị. Cái chỗ này nuôi thời gian nó chưa được hóa. Chỗ này một thời gian nữa, chỗ này nó sụp rồi. Đẩy nu rồi. Cái này quá là đặc biệt luôn, quá đẹp luôn. Đây, cái thân chỗ này nó bay, nó biến. Ở đây có cái cấu tạo một cái cành hoành nó bay ngang, cực kỳ đặc biệt. Cái này thì cũng mang về đây để xử lý lại bệ đá rồi bố cục điều chỉnh lại, xi tai cành với cả là định hình vào bông luôn. Đấy, cái đường nét của cái cây nó rất là dị. Đấy, các bác thì cho ý kiến xem là những cái cây như thế này thì giờ xử lý như nào nhé. Chỗ này thì tôi thấy cái rễ này nó đang hơi cứng, đang bỏ. Ở bên sườn này cũng có cái rễ này nó cũng đang hơi bị đơ. Thì chắc là lọc hết tất cả, đục hết tất cả những cái rễ cứng đi. Còn để lại những cái nét kỳ quái, kỳ dị thôi. Thì cái đường nét này nó dị chưa này. Chỗ này thì quá đặc biệt. Cái rễ này nó biến ve mỏng đấy. Rất là đẹp. Cái cây này nó cao hoàn thiện xong nó phải tầm 1m3. Cũng là tầm size chơi. Đấy, một cái cây nữa mang về để xử lý lại. Cây này thì nó đang hơi hoang hóa. Thì chính cái cây hoang hóa này về bây giờ làm nó thay đổi nó mới hay. Chắc chắn cái cây này làm xong thì thay đổi biến báo kinh khủng khiếp. Nhìn trông nó thần thái ngay. Bây giờ nhìn nó đã phê rồi. Và nhìn nó cũng đã mắt rồi. Đấy. Và đặc biệt là cái xanh quê mà cái thân thịt này thì cũng hơi bị ít luôn. Còn một cái cây này nữa, cây này cũng đang chờ để làm đá này. Cây này cắt ra thì nó cũng đẹp. Cây trực hoành rất là kỳ dị. Cái bệ này thì nó đang hơi kém, mà về bây giờ xử lý thì sau mới lại lên điểm được. Cái cốt trong của nó cũng rất là già. Đấy, đang xếp hàng để chờ anh Hoàn làm đá đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng ngắm một cái cây mà anh Hoàn anh đang làm. Cái này cũng thọ nhựa, mua của anh Sơn ở Yên, Nam Định. Làm như dáng con thú nhỉ, có chân nghe. Hả? Như con nghê. À, làm như dáng con nghê. Có dáng mình nghê quay đây. À, dáng quay. Người đầu tiên đưa ra ý là làm cây huyền. Nhưng mà khó. Cây huyền nhưng lại không có cái trực. À. Nó thiếu. Thế nhưng mà thôi cũng nghiêng đi. Nghiêng lại. Cuối cùng vẫn lấy là dáng con nghê là hợp cái cây này nhất. À, vẫn như. Thì ra đây có một cái mình. Ừ. Mình đập đá là có mình. À, cái mình ở trong. Đúng rồi. Trước là đá nó che mất đúng không? À, không đá thấy. To này không nhìn thấy ra này. Hai nữa nhiều người lại cái rễ này rễ rất đẹp là nó tạo ra một cái đúng rồi. Võng lên để nó hình sau này nó to lên nó bụng nó sệ xuống này nó như một cái mình to đúng không? Đúng rồi. Đây là cái mình to này. Cho nên cái võng lên cho nên khơi ra lại được cái rễ này rất đẹp. Đúng rồi. Đấy thì tận dụng luôn cái rễ này. Ok. Võng này lên. Rất đấy, đẹp. Nó tạo đường hang đường hốc đúng không? Chứ cây này rất là dị, nó bay lên là cao ráo. Sau này nó vàng lên đi ra này đẹp. Rồi. Cây này kể trồng các bạn cái khay mỏng này hay hơn là nhỉ? Khay mỏng sau này đưa khay mỏng. Ừ. Khay mỏng hơn thì đẹp. Mỏng nhỏ, mỏng nhỏ thôi thì đẹp hơn. Đấy, đang trong quá trình hoàn thiện nó gần xong rồi đúng không anh? Được. Nói chung là mới đưa được cái chân để trang trí ở cho nó. Mới làm chân thôi còn. Đá là nó đẹp. Ờ, chưa thêm thắt vào. Chưa chỉnh tinh đúng không? Mới gọi tạo dáng thôi.
Đấy, thì bây giờ sang bên này ngắm mấy cây này nữa nha. Xong rồi. Đây cũng xong rồi hả? Cây của ông Thọ. Cây này thì trước đây là ông ấy trồng trong một cái chậu đá tròn đúng không? Đá tròn, và cái điểm này là điểm tì xuống mép chậu đây. Mép em vẫn còn cái hình ảnh cũ của nó. Đây, nâng lên. À. Đây cây này là ghép theo con tử này, nhưng vừa rồi mình làm đá thì đã bắt nhịp với cái này xuống, nhìn bây giờ không như da ghép luôn. À. Không, không như da ghép luôn mà như kiểu là nó liền. Thì trước nó cứ lùng liền, nó cứ hiện ra nhưng à gắn lại cái là giờ. Đấy, bây giờ chắc chắn là giờ như nó có sự liên kết chặt chẽ luôn, không phát hiện ra là ghép luôn nhỉ. Rồi con này thì rời hẳn nhưng mà đã nhìn thì đang rời hẳn và giờ gắn lại như kiểu là nó là liền. Cây này thì trước thì đưa lên góc này mình thấy nó hơi vào đây hơi kín quá, nó chạy ngoài thân này thì mình chưa. Rồi anh hạ thấp xuống à. Sẽ xuống đấy à. Sẽ cứ để nó hở cái góc thời gian mà đây nó nghiêng nó che lại cái phần này. Rồi nhìn nó hài hòa hơn. Đúng rồi. Đấy, cái này là lúc anh làm anh có quay cái hình của cái này không? Cái này thì có cái hình là đang tặng lá. Đấy, có, hầu như cũng có đấy. Có đấy. Đấy, gửi để em xem cho mọi người xem nó có sự thay đổi của nó nhé. Đấy, cái cây này hay là khi nâng lên ạ. Bỏ cái eo này ra đúng không? Khai thác được cái cục eo này rất đẹp, nó làm nó nổi bật đấy. Cái cây này. Nếu mà cứ chặn vào đây thì nhìn nó không thoát nhỉ. Nhìn ra đây nhìn có cái không nó bay rất kiêu. Cái cây này nâng lên là rất đẹp vì rễ nó rất nhỏ. Ừ. Sau này nó ra là vừa, nó không thô. À. Cây này cây Nam Điền nhưng nhìn nó không thô. Cây này nó thấp. Thấp. Ừ. Cây này cây cắt cành nên là dễ, rất vừa, rất đẹp. À. Đấy. Để xa cho cả nhà ngắm này, nhìn này, nó phiêu chưa? Quá phiêu luôn. Đẹp cây hoành đẹp. Cũng là một sự thay đổi rất lớn. Ông Thọ cũng rất là thích sau khi mà xử lý xong cái bể đá như này. Đưa xuống trực huyền thì vẫn không hợp bằng là trực. Ờ, vẫn trực hoành nhưng hoành bay này nó mới phiêu chứ. Bay phiêu, cái trực hoành mà cái đường hoành nó như này mới là hiếm. Bây giờ xuống huyền thì chạy kiểu gì khó lắm. Nhưng mà hai nữa là mình nâng nó chủ yếu để tôn cây lên một chút thôi chứ không đưa sâu quá. Sâu quá thì nó nuôi một nuôi vất vả. Bao giờ nó ăn nhịp được thì nó khó, gọi là đây thì thêm một tí chân bệ này. Thêm tí chân bệ thôi để đẩy nó lên thôi đúng không? Quá cầu kỳ về đá, nó chỉ gọi là tạo nét điểm, đúng rồi, những cái điểm mà còn thiếu ở trong thì mình phải khắc phục đưa đá để cho nó chặt cái chặt chẽ. Thấy vừa rồi mình ký nó chưa có cái thân gốc nên mình đã ký tạo thân gốc rồi. Chắc chắn thì điểm dễ xuống là xong. Điểm dễ xuống là xong. Ok. Không ký to. Ok. Đấy. Thì bây giờ xin mời cả nhà sang ngắm lại cái tác phẩm của Thiệp này. Để đứng xa cho cả nhà ngắm nhé. Xa cho cả nhà nhìn xem mà nó có phê không. Đấy, nhìn nó có bay không? Có phiêu không? Làm xong cây này mà tôi vẫn cứ hồi hộp suốt từ hôm qua đến nay. Vẫn còn run. Và nhiều khi bất ngờ và cũng không thể nào ngờ là mình lại được sở hữu những cái tác phẩm quý và đẹp như thế. Cái cuộc đời con người ta là không phải dễ dàng mà rất khó được những cái tác phẩm đẹp, phải không quý vị? Đấy, cái đường nét của cây này nó quá là kỳ dị luôn. Và từ hôm qua này thì quá nhiều người quan tâm. Đấy, hỏi giá rồi các kiểu. Đây là một cái cây xanh quê. Đấy là lá móng. Đây, điểm của nó. Độ già của nó. Gai góc chưa? Rất nhiều lông. Đấy, lông này. Ở trên rễ của nó đang bắt đầu đùn những cái nu ngọc này. Nó là cái xanh quê nên nó rất là già nhỉ. Soi kỹ lại cái nét đá của anh Hoàn. Và xin chia sẻ cho quý vị các bạn là anh Hoàn anh làm đá cực kỳ hợp lý. Giá rất là hợp lý luôn. Chỉ dao động từ 15 triệu trở xuống thôi, một bệ đá.
cái bệ đá như này chỉ tầm hơn chục triệu một chút, giá rất hợp lý. Hiện nay thì trên cộng đồng thì giá thì mỗi người một cách tư duy, rồi mọi người áp giá tính giá khác nhau, nhưng mà tôi thì chia sẻ quan điểm anh Hoàn là làm sao để cho mọi người chơi cây nó không bị áp lực về cái tiền làm đá mà được những cái tác phẩm đẹp. Đấy. Một cái bệ đá thì nó dao động chỉ hơn 10 triệu trở lại, có thể có những bệ đá nó chỉ 5-6 triệu, 7-8 triệu, 10 triệu, vậy là sẽ rất là hợp và nhiều người có thể chơi được. Còn nếu mà bây giờ mình tư duy nó cao quá thì người chơi nó có áp lực hơn. Tất nhiên là anh Hoàn anh có thể làm được kỹ hơn nữa, tuy nhiên là chỉ cần chủ yếu là bắt nét thôi, còn lại thì cũng cố gắng làm sao để làm cho nó nhanh nhất có thể. Đấy, cái phong cách đá của anh Hoàn thì nó khác hẳn là chủ yếu anh ấy cho nó bay và thông thùng ở giữa dưới rỗng hoàn toàn chứ không cố để đắp cho nó đầy. Còn sau này cái rễ xuống thì sẽ bây giờ là sẽ ủ và nó rễ đến đâu thì mình dưỡng đến đấy, và khi nó ra cái là mình cho nó bắt luôn, dần dần nó chạy xuống, cái số lượng rễ thì cũng không cần phải quá nhiều để đảm bảo là cây nó vẫn phải sao phát triển và sống khỏe. Đặc biệt là những cây xanh quê này thì thả nước cũng rất là ok, nên chính vì vậy mà cũng không nặng nề quá. Cây này thì nó lại hòm rồi, bóng bông cũng tương đối rồi, nên là cũng không cần phải quá là cầu kỳ. Nhiều bác thì bảo là rễ nó không xuống, nó không khỏe, nhưng mà yên tâm là với cái phương pháp mà đang dưỡng rễ rồi thì là chăm sóc như của anh Hoàn hiện nay thì yên tâm luôn. Và tí thì tôi sẽ đi soi một vài cây mà anh Hoàn mới làm đá để thấy là cái sức nó phát triển đến đâu nhé. Đấy, tác phẩm. Cả nhà thì cho ý kiến là cái tác phẩm này thế nào nhé. Bây giờ nó hoàn thiện xong thì nó cao khoảng tầm 1m2, 1m2 rồi đấy. Nó rất là phiêu, rất là bay, đẹp. Rất là may mắn mình lại được có một tác phẩm đẹp như thế này. Đấy, còn rất là nhiều cây cũng đang chờ để tạo tác. Những cây này cũng sẽ ghi hình cái quá trình anh Hoàn tạo tác cái cây xanh này. Đây nó đang là kiểu rễ nó thô cứng như này đấy, mà để biến thành một hình một tác phẩm đẹp mới là quan trọng. Đây là chúng ta sẽ cùng ra xem những cái cây mà anh Hoàn anh đã ký. Đây, cái cây này thì cũng ký được khoảng chục ngày, hơn chục ngày một chút này. Đấy, cây này hơn chục ngày một chút, nhưng mà rễ bây giờ ra kinh khủng khiếp, ra tràn kín đặc ở dưới luôn rồi đấy. Đây, cũng ra đây đây này, đang rất khỏe, thay nước liên tục, lại ủ tiếp và cây cũng đang phát triển rất tốt. Đấy, trả lời cho câu hỏi là cây sẽ yếu, có người còn bảo là để mà nó còn hại, nhưng ở đây cây thì khỏe luôn, quá khỏe. Đấy, cây đang phát triển cực khỏe luôn, rậm rồi. Đây, với chỉ phương pháp này thôi, khi nào mà nó ra rễ nhiều thì bắt đầu mới lại cho coi như là đất vào để dưỡng, để nuôi rễ. Còn bây giờ thì cứ nuôi rễ cho nó xuống đã, dưỡng cho nó rễ cho nó buông xuống thật nhiều đã, rồi bắt đầu mới lại tiếp tục là ủ đất. Đây, cái công xưởng của anh em chúng tôi, và theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ thành lập một cái trung tâm sáng tác nghệ thuật và bonsai, quy tụ các nghệ nhân về đây để cùng tạo tác, mỗi người một phong cách, mỗi người một phương pháp để làm sao mà tạo ra những cái tác phẩm thật là đẹp. Đấy, ra mắt cộng đồng trong thời gian tới. Ok, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Bạn nào có nhu cầu làm đá thì liên hệ với anh Hoàn nhé, tôi để số điện thoại trên màn hình. Goodbye.